Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Quân đội Nga trên đà tiến vào thành phố chiến lược Torres của Ukraine. Tàu quét miền Nga ở biển Baltic bị Ukraine vô hiệu hóa. Mối quan hệ bất hòa giữa Ukraine Ba Lan. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Reuters đưa tin, vừa qua, quân đội Ukraine thừa nhận các lực lượng Nga đã tiến vào khu vực ngoại ô thành phố Toresk ở vùng Donetsk. Nhét. Bà Anastasia Bobovnikova, người phát ngôn nhóm tác chiến chiến thuật Lugansk, chia sẻ trên truyền hình quốc gia Ukraine cho biết Tình hình không ổn, giao tranh đang diễn ra ở tất cả các cửa ngõ vào thành phố. Quân đội Nga đã tiến vào khu vực ngoại ô phía đông thành phố. Các đơn vị bộ binh Nga được không quân hỗ trợ bằng bom lượn dẫn đường đã đẩy mạnh tấn công về phía Toresk từ tháng 8. Riba, tài khoản ủng hộ quân đội Nga với hơn 1 triệu người theo dõi trên Telegram đã cập nhật những tin tức mới nhất và nói rằng quân đội nước này đang tiếp tục tiến về trung tâm thành phố Toresk. Đây được đánh giá là thành phố cửa ngõ của tỉnh Donetsk cũng là trụ cột của phòng tuyến mà Ukraine thiết lập trong khu vực. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Naja Volosin nhận định, Nga muốn biến Toresk thành bàn đạp để thọc sườn thành trì Chashovya từ phía nam. Ngoài ra, các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng, nếu xảy ra kịch bản cao điểm torsk vốn nằm trên đỉnh đồi bị thất thủ, Moscow sẽ ngăn chặn hiệu quả các tuyến đường hậu cần quan trọng nối hậu phương của Ukraine với khu vực chiến đấu, bao gồm cả tuyến đường chính Pokrovsk, Kostyantinovka Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này, nhưng họ trước đó cho biết Moscow đã gây thiệt hại cho Ukraine về nhân lực và thiết bị gần một số khu định cư trong khu vực, bao gồm cả gần Toresk. tên trước năm 2016, là Dzerinsk, là thành phố nằm trên đồi ở vùng Donetsk. Khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra năm 2014, thành phố này nằm ngay gần danh giới giữa khu vực kiểm soát của Kiev và của lực lượng dân quân thân Nga. Do đó, Toresk đã là nơi giao tranh suốt 10 năm qua và đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng tuyến của Kiev. Nếu Toresk thất thủ, quân đội Nga sẽ chia cắt nhiều hơn các tuyến đường tiếp tế chủ chốt giữa hậu phương và tiền tuyến của Kiev. Việc quân Nga tiến quân thần tốc đến địa giới của Toresk diễn ra chưa đầy một tuần sau khi thành trì quan trọng ở miền đông của Ukraine là thành phố Vuleda đổi quyền kiểm soát từ tay quân đội Kiev. Những bước tiến trên cho thấy chiến dịch tấn công vùng Kursk thuộc Nga của quân đội Ukraine đang không đạt được toàn bộ mục đích. Giới chức Ukraine cũng từng thừa nhận mục tiêu của chiến dịch này là phân tán lực lượng và kìm bước tiến của Nga trên chiến trường Donbass. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine vừa qua thông báo, tàu quét mìn Alexander Obukhov thuộc hạm đội Baltic của Nga đã bị vô hiệu hóa. Tàu Alexander Obukhov đóng tại thị trấn ven biển Baltiisk thuộc vùng Kaliningrad, Nga, được cho là bị hư hỏng nghiêm trọng sau khi nước dò dỉ vào động cơ do một lỗ thủng bí ẩn xuất hiện trên ống dẫn khí. Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine HUR cho biết, con tàu hiện đang được sửa chữa vì động cơ M503 bị hư hỏng là một thiết bị hiếm. Tuy nhiên, việc sửa chữa con tàu này có thể khó khăn về mặt kỹ thuật và rất tốn kém. Đây là trường hợp thứ hai Ukraine phá hoại tàu chiến của Nga ở Kaliningrad, nằm giữa Ba Lan và Litva, cách biên giới phía tây bắc của Ukraine khoảng 400 km. Tình báo Ukraine cũng lưu ý rằng tàu quét mìn của Nga từng được hiện đại hóa tại Saint Petersburg vào tháng 7 vừa qua. Alexander Obukhov là tàu quét mìn lớp Alexandrit Project 12700, được đưa vào hoạt động tháng 12 năm 2016 thuộc hạ đội ban tích của Hải quân Nga. Tàu có chiều dài 61 m chiều rộng hơn 10 m lượng giãn nước khoảng 890 tấn. Tàu được trang bị động cơ diesel 2500 mã lực, cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 31 km h tầm hoạt động 3.000 km. Nhiệm vụ chính của tàu là phát hiện và xử lý mìn ở các vùng biển xung quanh căn cứ hải quân ở khoảng cách an toàn. Để thực hiện nhiệm vụ này, tàu quét mìn Alexander Obukhov được trang bị hệ thống sonar hiện đại và phương tiện không người lái dưới nước. Ông Alexander Kalinin, kỹ sư trưởng của dự án 12700 tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn báo chí rằng tính độc đáo của tàu quét mìn loại này là ở chỗ đây là con tàu lớn nhất thế giới được làm bằng sợi thủy tinh. Với vật liệu này, từ trường thân tàu là rất thấp. Việc thân tàu được làm bằng sợi thủy tinh được đánh giá là một đặc điểm ưu việt bởi thiết kế như vậy sẽ khiến thân tàu không tác động đến các thiết bị tìm kiếm trên tàu cũng như đến những quả ngư lôi và mìn với cầu chỉ được kích hoạt bằng âm học hoặc bằng từ trường. Đặc biệt, loại sợi thủy tinh được dùng để chế tạo thân tàu là một loại sợi thủy tinh đặc biệt, nhiều lớp có độ bền không thua kém thép hoặc titan. Vật liệu này cũng hoàn toàn trung tính với nước biển về mặt hóa học. Trước đó vào tháng 4, tình báo Ukraine đăng video phóng hỏa tàu tên lửa Sepukhov của Nga đang neo đậu ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad khiến nó bị vô hiệu hóa. Thời điểm đó, tình báo Ukraine cho biết phương tiện liên lạc và tự động hóa của nó đã bị phá hủy hoàn toàn, sẽ phải mất thời gian dài để tàu Sepulchov khôi phục năng lực chiến đấu. Tình báo Ukraine đang kèm video ngọn lửa bốc lên bên trong căn phòng, dường như là cabin tàu, song không rõ có phải là chiến hạm Sepulchov hay không. Trong video còn xuất hiện bản vẽ được cho là kết cấu con tàu, chỉ rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại cabin đối diện, khoang chứa bệ phóng 3S14. Ba Lan và Ukraine là đồng minh thân cận cùng chung mục tiêu đánh bại Nga tuy nhiên quan hệ giữa ba lan và ukraine cũng đồng thời căng thẳng do những khúc mắc trong lịch sử thời thế chiến thứ hai nhóm quân nổi dậy ukraine upa đã sát hại hàng chục nghìn người ba lan ở vùng đất trước kia thuộc ba lan nhưng nay nằm ở miền tây ukraine trong khi đó hàng chục nghìn người ukraine đã thiệt mạng trong những vụ tấn công đáp trả phía ba lan gọi vụ sát hại người ba lan nói trên là thảm sát volhynia còn phía ukraine gọi đó là thảm kịch trách nhiệm về vụ Volhynia hiện vẫn là điểm nghẽn trong quan hệ giữa Warsaw và Kiev. Trong những tuần gần đây, vấn đề này nổi lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của hai nước. Ba Lan thậm chí đang đe dọa chặn việc Ukraine xin gia nhập Liên minh châu Âu-EU, chừng nào Kiev chưa nhận trách nhiệm về vụ Volhynia và chưa cho phép khai quật và cải táng hàng chục nghìn nạn nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak Kamis mới đây nói Ukraine sẽ không gia nhập Liên minh châu Âu trừ phi vấn đề trên được giải quyết. Bộ trưởng Kosiniak Kamis nhắc lại các cảnh báo trước đó của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào hồi tháng 8 năm 2024 rằng Ukraine sẽ phải bằng cách này hay cách khác đáp ứng các mong đợi của Ba Lan. Ukraine sẽ không thể trở thành thành viên EU nếu thiếu sự đồng thuận của Ba Lan. Ukraine phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn. Và có nhiều tiêu chuẩn như vậy. Đây không chỉ là vấn đề tiêu chuẩn thương mại, biên giới, pháp lý và kinh tế, mà còn là tiêu chuẩn về văn hóa và chính trị. Lời đe dọa trên càng có sức nặng hơn nữa khi Ba Lan sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng EU vào năm tới, năm 2025. Những vụ việc nêu trên đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa Ukraine và Ba Lan trong hàng thập kỷ. Vấn đề này vẫn thường xuyên được nêu ra bất chấp việc Ba Lan ủng hộ cao độ Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga từ đầu năm 2022. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm 2023 đã tổ chức một cuộc tưởng niệm chung về vụ sát hại ở thành phố Lutsk, miền Tây Ukraine. Cả hai vị lãnh đạo đều tưởng nhớ những nạn nhân vô tội. Ukraine nói rằng hai bên đều phải tha thứ. Họ cũng xin phía Ba Lan tha thứ cho vụ Volhynia. Dưới áp lực từ Ba Lan, Ukraine mới đây đã mềm hóa phần nào quan điểm của mình và nỗ lực hợp tác trong vấn đề khai quật hài cốt các nạn nhân. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha viết trên mạng xã hội trước chuyến thăm Vaksava gần đây rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán về di sản khó khăn trong xung đột giữa Ba Lan và Ukraine thời chiến. Ông CBHA viết: "Chúng tôi đã thảo luận những bước đi kỹ thuật, chưa phải chính trị để cuối cùng giải quyết được vấn đề khai quật, vấn đề đã cản trở đối thoại chính trị giữa chúng tôi trong thời gian dài. Tuy nhiên, khúc mắc lịch sử giữa hai nước dường như vẫn sẽ khó khắc phục trong một sớm một chiều." Quân đội Ukraine mới đây cho biết các lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thành phố tiền tuyến Torets ở miền đông Ukraine, trừ đầy một tuần sau khi thị trấn pháo đài Uleda gần đó thất thủ. Người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Lugang, Anastasia Bobovnikova nói, tình hình không ổn định, giao tranh đang diễn ra ở mọi lối vào thành phố, Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của thành phố. Nga hiện kiểm soát gần 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine, đã tiến về phía Torets kể từ tháng 8 năm 2024 kiểm soát từng ngôi làng với sự hỗ trợ của bộ bình và sử dụng ngày càng nhiều bom dẫn đường có sức công phá mạnh. Trong bối cảnh Ukraine đang mất dần lãnh thổ, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu cho các chỉ huy quân sự làm mọi thứ có thể để cản tốc độ tấn công của Moscow dọc theo chiến tuyến. Đối với Ukraine, Torres là một thành phố tiền tuyến trong suốt 10 năm này vì nằm gần các vùng lãnh thổ mà khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát vào năm 2014. Kể từ đó, Torez đã trở thành điểm xây dựng các công sự của Kyiv. Nếu Torez thất thủ, quân đội Nga sẽ chi cắt nhiều hơn các tuyến đường tiếp tế trụ chốt giữa hậu phương và tiền tuyến của Ukraine. Trong số đó có tuyến đường huyết mạch nối thành phố Pokrov và thành phố Krasnitsy Đây đều là những thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine và đang đối diện sức ép quân sự rất lớn từ lực lượng Moscow. Việc giành quyền kiểm soát Torez sẽ giúp Moscow củng cố sự kiểm soát đối với vùng bát nơi từng là thủ vụ công nghiệp của Ukraine trước khi xung đột bùng nổ. Việc Nga đánh đến địa giới của Torres diễn ra chưa đầy một tuần sau khi thành trì quan trọng ở miền đông của Ukraine là thành phố Vuleda bị đánh gục. Điều đó cũng cho thấy chiến dịch tấn công vùng quốc thuộc Nga của quân đội Ukraine đang không đạt được toàn bộ mục đích. Giới chức Ukraine từng thừa nhận, mục tiêu của chiến dịch này là phân tán lực lượng và kiếm tốc độ tấn công của Nga trên mặt trận Đường Bát. Tuy nhiên, bất chấp kế hoạch ấy, quân đội Nga vẫn tiến nhanh về phía thành phố Torez từ hồi tháng 8. Lực lượng bộ binh Moscow với sự yểm trợ của bom dẫn đường có sức công phá lớn đã lờ lượt giành quyền kiểm soát những ngôi làng xung quanh và thu hẹp vòng vây quanh thành phố chiến lược này. Mới đây, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan tuyên bố nước này sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Nga khi hết hạn vào cuối năm 2024. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, và có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định lập trường này. Trong khi cựu Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nhấn mạnh, Kiev sẽ không đề nghị Moscow gia hạn hợp đồng. Điều này diễn ra bất chấp việc hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine vẫn là tuyến đường quan trọng để cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu. Hồi tháng 7, Reuters đưa tin, Slovakia và Hungary cho biết đã bị ngừng nhận dầu từ nhà cung cấp chính lúc gọi sau khi Ukraine áp đặt lệnh cấm vận chuyển dầu của công ty dầu khí Nga qua lãnh thổ nước này. Động thái này nêu bật tính chất không ổn định của nguồn cung cấp dầu còn lại của Nga sang châu Âu thông qua đường ống Druzhba do Liên Xô xây dựng, tuyến đường cung cấp dầu chính cuối cùng của Nga tới lục địa này. Cả Slovakia và Hungary đều cho biết vẫn nhận dầu từ các công ty khác của Nga bất chấp việc lúc oai ngừng cung cấp. Công ty vận tải dầu Slovakia Transpetrol xác nhận Việc giao hàng từ Lukoil đã dừng lại, nhưng nguồn cung từ các nhà xuất khẩu khác của Nga đến Slovakia qua Ukraine vẫn còn tiếp tục. Bộ Kinh tế Slovakia cũng nói rằng việc vận chuyển dầu từ Lukoil, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga, đã ngừng chảy sang Slovakia qua Ukraine sau khi công ty này bị đưa vào danh sách trừng phạt của Kiev. Ngoại trưởng Hungary Peter Sajidato thông báo khí đốt Nga vẫn được vận chuyển đến Hungary qua đường ống dẫn khí TurkStream ở Biển Đen nhưng dầu thô không còn được lúc oai vận chuyển qua Ukraine. Ông Sergiato nói, do tình hình pháp lý mới ở Ukraine, lúc oai không còn giao dầu cho Hungary nữa và chúng tôi nghiên cứu giải pháp khởi động lại quá trình vận chuyển dầu vì dầu của Nga rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của chúng tôi. Trong một diễn biến có liên quan, theo Tổng thống Serbia Aleksandra Vucic, sự gia tăng căng thẳng ở Trung Đông đã ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế của các nước phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine. Kênh truyền hình Pink Dẫn lời ông Vucic nói, tình hình ở Ukraine sẽ ngày càng xấu đi đối với phương Tây nếu xung đột ở Trung Đông phát triển, vì các khoản đầu tư tài chính ở Trung Đông sẽ lớn hơn gấp 10 lần để duy trì và bảo vệ Israel. Nhà lãnh đạo Shagby lưu ý, ông tin vào sự kết thúc của cuộc xung đột Ukraine nếu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Trước đó, tờ L'Express đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng với các đối tác phương Tây do chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí tầm xa. Ngoài ra, có thông tin cho rằng trong cuộc đàm phán với tân tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Zelensky đã trích dẫn ví dụ về sự ưu ái Israel, đồng thời kêu gọi họ làm điều tương tự đối với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho chính phủ vào giữa tháng 9 vừa qua nguồn cung cấp một số hàng hóa cho chúng ta bị hạn chế và có lẽ chúng ta cũng nên cân nhắc một số hạn chế nhất định Ví dụ như đối với uranium, titan và niken, thông tin này rất đáng lưu tâm vì Mỹ và liên minh châu Âu nhập khẩu những nguyên liệu thô từ Nga với số lượng lớn. Không phải ngẫu nhiên mà tổng thống Nga Putin đề cập đến uranium trước tiên. Công ty nhà nước Rosatom của Nga nắm giữ hơn 40% thị trường thế giới về uranium làm dầu cần thiết để vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Không có quốc gia nào có thể cung cấp nguồn uranium làm dầu cho các lò phản ứng thế hệ mới có chất lượng cao như vậy. Mỹ là đối tác mua uranium đã làm giàu lớn nhất từ Nga, chiếm một nửa doanh số bán ra nước ngoài của Rosatom lên tới khoảng 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Cùng với đó, lượng uranium được Rosatom giao cho Liên minh châu Âu EU lên tới khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Rosatom cũng cung cấp nhiên liệu thành phẩm và dịch vụ cho các nhà máy điện hạt nhân theo thiết kế của Liên Xô và Nga. Theo số liệu của riêng công ty, vào năm 2023, công ty đã tạo ra hơn 4 tỷ đô la Mỹ trong tổng doanh thu toàn cầu là 16,4 tỷ đô la Mỹ tại các nước phương Tây. Việc cắt giảm doanh số sẽ tổn hại cho cả hai bên. Đó là lý do tại sao cho đến gần đây, Rosatom là một trong số ít các công ty Nga không phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, phương Tây đã thấy rõ rằng sự phụ thuộc của ngành năng lượng hạt nhân vào Nga phải giảm xuống. Trong khi đó, sản xuất Titan ở Nga hầu như chỉ nằm trong tay VSMPO Avisma, một công ty có trụ sở tại dãy núi Uran. Công ty này sản xuất khoảng 15% bọt biển Titan của thế giới, một nguyên liệu thô dùng để đúc các thỏi Titan sử dụng rộng rãi trong sản xuất các thành phần cho ngành hàng không vũ trụ, ô tô, y tế và hóa chất. Giống như Rosatom, VSMPO Avisma cũng bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, các công ty Mỹ được phép hợp tác với VSMPO Avisma theo một số điều kiện nhất định. Không giống như EU, Mỹ có thể dễ dàng giảm sự phụ thuộc vào Nga hơn vì nước này có các công ty chế biến bọt biển Titan nhập khẩu. Ngoài ra, một trong những nhà sản xuất Niken lớn nhất thế giới, công ty Norinsk Niken của Nga, đã được miễn lệnh trừng phạt trong một thời gian khá dài. Mỹ và Anh chỉ áp đặt các hạn chế cách đây một tháng và EU vẫn chưa làm như vậy. Nhu cầu về Niken đã tăng mạnh trong những năm gần đây vì nó cần thiết cho việc sản xuất pin lithium-ion cho xe điện. Có thể thấy là một siêu cường về tài nguyên, Nga được ban tặng nguồn dự trữ đáng kể về hầu như tất cả các mặt hàng chính cần thiết để duy trì hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Quốc gia này sở hữu tới 12% trữ lượng dầu mỏ của thế giới, 32% khí đốt tự nhiên, 8% tổng trữ lượng uranium chưa khai thác và 11% trữ lượng than của hành tinh. Nga còn chiếm giữ 25% trữ lượng sắt toàn cầu, 33% nickel, 15% kẽm và titan, 11% thiếc, 10% chì và rhodium, 8% chrome, 7% đồng, 3% coban, 2% bauxite và khoảng 1% gali, cộng với một lượng lớn beryl, bismuth và thủy ngân. Nga cũng có khoảng 12% kali toàn cầu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp và hóa chất công nghiệp đến dược phẩm. Chưa hết, nước này sở hữu lên đến 23% trữ lượng vàng của thế giới, 12% bạc, chiếm 1 phần 5 kim loại nhóm bạch kim và tới 55% kim cương nằm dưới lòng đất Nga. Nga cũng là quốc gia có tiềm năng dẫn đầu thế giới về sản xuất khoáng sản đất hiếm, được sử dụng trong nhiều thiết bị công nghệ cao hiện đại hệ thống thông tin liên lạc và vũ khí tiên tiến